Anh này chuẩn bị cưới, nên là gọi hai thằng bạn thân cùng ông em vợ rủ nhau đến Las Vegas tổ chức tiệc độc thân. Đến sáng hôm sau mở mắt ra thì căn phòng đã lanh tanh bạch. Thằng thì mất quần, thằng thì mất răng. Trong nhà vệ sinh thì có con hổ, trong tủ thì có một đứa bé. Tất cả mọi ký ức về tối hôm trước đều biến mất. Quan trọng nhất là chú rể đã mất tích. Điều gì đã xảy ra trong đêm hôm trước? Liệu có thể tìm ra chú rể trước khi đám cưới diễn ra? The Hangover. Đây là Đúc, chuẩn bị cưới vào ngày kia. Nghe thì giống như nhân vật chính, nhưng mà lại mất tích hầu hết thời gian của phim. Đây là Alan, em trai cô dâu. Alan hơi bị đần nên không có bạn bè. Thế là Đúc rủ đi tiệc độc thân cùng. Đây là Phil, dân chơi về hưu trong vỏ bọc thầy giáo. Phil còn giả vờ thu tiền học sinh để đi chơi Las Vegas. Đây là Stu, một nha sĩ. Stu sống cùng người yêu khó chịu hay cằn nhằn, luôn tỏ ra không thích chuyện gái trai, nên Stu không dám khai đi chơi tiệc độc thân ở Las Vegas. Bốn ông này cưỡi trên một con mèk bóng lộn do ông bố vợ Phil cho mượn để đi cho bảnh. Bởi vì anh cũng biết đến Las Vegas là vào sòng bài tay cặp nách hai em gái. Alan có đọc sẵn hướng dẫn tính toán để phá đảo sòng bạc. Cơ mà chẳng ai tin vì cậu bị đần, nên tối hôm đó cả bọn đến chơi vào một khách sạn sang chảnh, thuê một biệt thự 4 phòng ngủ, rồi chia ra thay đồ chuẩn bị cho cuộc chơi. Lúc này thì Stu phải gọi về báo cáo cho người yêu. Việc này thì cũng bình thường, nhưng hội bạn thì tích cực khuyên anh chia tay, bởi vì cô người yêu kia bên ngoài tỏ ra ghét tình dục nhưng lại lén đạo dụ thằng khác. Stu thì chọn bỏ qua và định cầu hôn trong đám cưới của Đúc. Dù sao thì tiệc độc thân cũng đã bắt đầu. Cả bọn đi lên tầng thượng, nhớ chèn cửa khỏi tự đóng, rồi cùng nhau ngắm nhìn thành phố về đêm, làm một chén mở đầu buổi tiệc. Alan lôi ra tờ giấy bắt đầu phát biểu, rồi rút dao ra đòi cắt máu ăn thể, kết nghĩa vườn đào. Nhưng rượu chưa ngấm nên chẳng ai thèm theo. Tiếp đến là Phil, anh ngắn gọn chốt một câu: đêm nay làm sói, sáng mai về làm người. Cuộc chơi bắt đầu. Cho đến sáng sớm hôm sau, căn biệt thự ngổn ngang như vừa đón bão. Stu mở mắt ra, choáng váng như bị táng vô đầu. Alan lững thững đi vào phòng vệ sinh, đang đái thì thấy con hổ cái trong phòng, sợ quá chạy ra đạp ngang người Phil đang ngủ, rồi hoảng hồn chỉ vào phòng vệ sinh. Phil đi vào check, rồi cười hình hạch đi ra. Nhìn là biết cả bọn đã trải qua một đêm dữ dội, thậm chí là Stu còn mất một cái răng. Quan trọng nhất là không thấy Đúc đâu, điện thoại thì để trong phòng, đã thế lại còn tìm thấy một thằng bé trong tủ quần áo. Làm thế đếch nào một đêm lại to ra một thằng bé. Thế là ba người xách theo thằng bé đi tìm Đúc. Phil khá thoải mái vì nghĩ Đúc chỉ dậy trước rồi đi đâu đó. Alan lạc quan vì bị đần. Stu thì loạn hết cả lên vì mất cái răng và không tìm thấy Đúc đâu cả. Lúc này cả bọn mới nhớ lại đêm hôm qua đã làm gì, để xem lạc mất thằng bạn tới bao giờ. Cả ba lục trên người tìm manh mối của căn chơi đêm hôm qua. Lúc đó mới thấy trên tay Phil có thẻ bệnh nhân, thế là có manh mối để tìm lại ký ức. Cả ba đi ra sảnh, trong lúc chờ đợi nhân viên lấy xe thì nhìn thấy khách sạn đang gỡ tấm đệm kẹt trên bức tượng nóc nhà, trông có vẻ như tác phẩm của anh em đêm qua. Nhưng mà bất ngờ không phải ở đấy, mà là khi nhận ra đêm hôm qua họ lái một cái xe cảnh sát về gửi. Thôi thì chấp nhận lái tạm đi. Được cái là đến lúc tắc đường thì bật đèn hú còi lên lề đường thì không ai chửi hết. Cả ba đến bệnh viện gặp bác sĩ đêm qua thì biết được rằng trong máu cả lũ đầy đớ, toàn loại xịn. Có vẻ như ai đó đã đánh thuốc cả đám. Tay bác sĩ còn bảo họ vừa mới rời một đám cưới và lải nhải liên tục về nó. Thế là ba người lại tìm đến đó. Vừa ngơ ngác bước vào thì nhân viên đã lao ra tay bắt mặt mừng, mà chẳng ai nhớ thằng này là ai. Thế là nhờ tay này kể lại chuyện đêm qua. Kết quả đám cưới họ dự chính là của Stu. Ảnh cưới cũng đã in, đồ lưu niệm cũng đã chất thành thùng. Từ tay tổ chức đám cưới, họ lấy được địa chỉ của cô dâu. Chỉ tội Stu đi hết từ bất ngờ này đến hoảng loạn khác. Bạn gái thì đã đa nghi khó tính hay gọi điện, giờ đi chơi một đêm lại tòi ra cả con vợ nữa thì đúng là khó. Đúng lúc đó một con xe lao về phía cả đám, mấy anh tàu cầm chảy bước ra, đập cửa kính đòi người. Đòi ai thì không biết, tay tổ chức đám cưới đi ra hỏi thì bị bắn cho một phát. Phil thấy thế hốt hoảng chạy xe đâm lung tung thoát đi, đến thẳng địa chỉ nhà cô dâu tối hôm qua. Hóa ra thằng bé là con cô này, một vũ nữ thoát y. Stu đã tổ chức đám cưới, lại còn tặng cả chiếc nhẫn định cầu hôn cô gái. Phil bắt đầu hỏi thăm chuyện tối qua, cũng chỉ biết được cả bọn ăn chơi không biết gì, còn Đúc đâu thì chịu. Đúng lúc đó cảnh sát xông vào, cả lũ bị bớ về đồn vì tội trộm xe công vụ. Phil tranh thủ gọi điện cho hôn thê của Đúc, viện ra lý do để cả lũ ở lại Las Vegas thêm một ngày, sau đó bị lôi vào phòng thẩm vấn. Tin tốt là chiếc xe ông bố cho Đúc mượn đã được tìm thấy. Tin xấu là cả lũ phải hầu tòa vào 2 ngày tới, thế có nghĩa là không kịp để đến lễ cưới. Cơ mà cảnh sát ở Las Vegas thì lại gặp cả đống bọn phê thuốc phá hoại, coi đây là trốn ăn chơi không có hậu quả. Thế nên khi Phil tỏ vẻ hối lỗi, rồi đề nghị giải quyết trong hòa bình, hai tay cảnh sát cũng vui vẻ cho đi lao động công ích, làm mẫu để cảnh sát minh họa cách sử dụng súng điện cho trẻ con. Cách thức là để súng điện dí vào người và cho bọn trẻ con dí súng điện vào người. Bù lại thì cả lũ sẽ có sự tự do, cùng với con xe xịn sò còn nguyên vẹn. Cả lũ vừa lái xe vừa mò đồ đạc bên trong tìm manh mối. Bỗng dưng từ thùng xe vang lên một tiếng động, cả bọn vui mừng tưởng đã nhốt Đúc trong đó, nhưng bên trong nhảy ra lại là một ông Trung Quốc chuồng cời, lấy gậy ông đập lưng ông, hạ gục cả ba rồi chạy biến đi mất. Đếch hiểu là đêm vừa rồi cả bọn đã làm những gì. Lúc này thì Alan mới thú nhận một điều, chính anh đã bỏ thuốc vào rượu của mọi người, nhưng mà tay bán đưa nhầm loại xịn quá, dẫn đến cả lũ mất hết cả trí nhớ. Thôi thì chuyện đã thế thì đành chấp nhận. Ba người lết thân về đến khách sạn. Cơ mà đến cửa mới nhận ra là con hổ vẫn còn ở bên trong. Mở cửa ra thì không phải hổ, mà là một ông da đen mặc vest cùng với Mike Tyson đang đung đưa theo điệu nhạc. Ông ta đến gần bộ ba,
đấm thẳng vào mặt thằng Alan. Hóa ra hai người này đến để đòi hổ. Hôm qua cả bọn vào và cướp cả thú cưng nhà này. Song Đúc bỏ quên cái áo chứa ví và chìa khóa khách sạn, nên là Mai đã tìm đến tận nơi. Nghe xong Phil giải thích thì cũng cho qua chuyện, đồng ý để cả ba đến tìm xem có tung tích nào của thằng bạn thân mất tích không. Đổi lại thì phải tự dắt con hổ về chuồng. Kế hoạch là dùng thuốc của Alan nhét vào trong thịt, rồi cho con hổ phê tới nóc, xong lén để vào xe hành lý đưa ra ngoài khách sạn, rồi cho lên xe là chở đi thôi. Kế hoạch hoàn có mẹ nó hảo cho đến khi con hổ hết thuốc thức dậy, cào nhẹ vào cổ của Phil, khiến anh lập tức dừng xe để cả bọn chạy ra. Giờ chỉ có nước đẩy cái xe cùng với con hổ, vất vả đẩy đến nhà của Mai. Ông này cũng giữ đúng lời hứa, để cho cả bọn check cam tìm thằng Đúc. Nhưng ngoài cảnh đái vào hồ bơi, dắt con hổ hiên ngang ra ngoài cổng, cùng với quả đẩy đít hổ ra thì cũng không còn gì. Ba người lại phải ủ rũ lái xe đi về. Phil đã nản chí với vụ vượt ải lấy kinh, bắt đầu suy nghĩ đến việc tự thú với nhà Đúc, rồi chia hành lý đi về. Bất chợt một chiếc xe tông thẳng vào họ. Tên tàu Trần Chuồng hồi chiều xuất hiện cùng với anh em. Hắn cả bọn hôm qua vào sòng bài với nhau, rồi thắng 4.600 villa. Nhưng mà bốn người Phil nhét thẳng vào túi rồi phủi đít đi. Lúc tên tàu đuổi theo đòi thì bị ném thẳng vào thùng xe. Bây giờ thì phải trả hắn 4.600 villa. Nếu không thì Đúc bị bịt mặt ở trong xe sẽ gặp nguy hiểm. Cả bọn thấy bạn mình bị bắt thì khùng lên, nhưng mà không làm gì được. Cách duy nhất là phải trả được 4.600 villa tiền mặt, đem đến điểm hẹn trước lúc bình minh. Ba người vội vàng quay về khách sạn tìm tiền, nhưng mà không hề thấy tiền. Phil lập tức thay đổi kế hoạch, dùng tiền tiết kiệm của Stu để đi sòng bài. Lúc này quyển sách dạy oánh bạc của Alan mới có chỗ phát huy tác dụng. Cả lũ lên đầu bảnh trệ. Ban đầu thì để cho Alan tính thử trước, sau đó nhờ vợ Stu giúp đỡ, chia thành hai đội ngồi ở cùng một bàn để dễ thắng hơn. Quan trọng là Alan bình thường đần đần, nay lại giỏi toán. Thế là tiền tăng chẳng khác gì nạp lần đầu, cứ nhân 2 nhân 3. Xong rồi nhờ vợ Stu đánh lạc hướng, ôm tiền đi trước khi bảo vệ nghi ngờ. May mắn là thắng vừa đủ số tiền để có thể chuộc bạn. Thế là thảnh thơi đi đến điểm hẹn cứu người. Tiền trao là người thả, nhưng mà bỏ mũ trùm ra thì lại là Đúc da đen. Đớ thì không thể biến người da trắng thành người da đen được, thế nên chắc chắn đây là nhầm người. Anh này cũng là Đúc, chính là kẻ đã bán nhầm thuốc cho Alan. Cơ mà tiền thì đã trao, hàng thì không thể đổi trả, nên là tên tàu phắn đi luôn. Lúc này Phil thực sự đã hết hy vọng. Anh bắt đầu gọi điện cho gia đình của Đúc để hoãn lễ cưới. Ở đằng sau thì Stu với Alan ngồi nói chuyện với Đúc đen. Tự dưng Stu được thông não, thế là lao đến vật ngã Phil cướp điện thoại, ngăn cậu không nói sự thật ra. Sau đó dẫn cả đám về khách sạn, bởi vì chiếc đệm kẹt trên nóc nhà không phải là sự trùng hợp, đấy là tín hiệu Phil cầu cứu. Thế là sau 2 ngày bôn ba khắp nơi, cả đám tìm thấy thằng bạn cháy nắng trên nóc khách sạn. Đêm hôm đó cả lũ định chôn thằng bạn nên bế lên đây, nhưng mà sáng hôm sau tỉnh dậy thì lỡ quên sạch. Thế là sau khi lao vào cho Phil một trận, rốt cục thì cũng được đi về. Mỗi tội là vé máy bay đã bán hết, nên là phải tự lái xe về. Stu còn hứa với em vũ nữ sẽ trở lại để hẹn hò, sau đó cưỡi con xe nát banh về nhà, giữa đường tranh thủ đổi sang lễ phục. Cuối cùng cũng về đến nơi sát giờ cưới. May mà nhà cô dâu cũng không có hủy kèo, lại còn hiểu cho quả ăn chơi tàn phá nốt trước khi cưới. Phil thì về lại với vợ con, Stu chia tay với người yêu kiểm soát thái quá. Chỉ còn lại chiếc xe của ông bố vợ bị phá tanh bành chưa biết giải thích sao, thì được tặng ngay làm quà mừng cưới. Thế là đến cuối ngày thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. Bất ngờ Alan tìm được một cái máy ảnh chụp lại toàn bộ đêm ăn chơi hôm trước. Thế là cả lũ chụp đầu vào xem, cùng với lời hứa là xem đúng một lần xong rồi đốt. Còn bên trong có gì thì bật phim lên mà xem. Chứ tôi mà chiếu cho anh em xem thì YouTube nó đập ngay cái gậy vô đầu. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.